Phân tích và bình luận, tội danh của Tôn Lực Quân được thu hẹp, dấu hiệu bất lợi dành cho Tập Cận Bình. Ngày 30 tháng 9, trên trang web Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài viết: Nguyên Ủy viên Đảng ủy Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật với sát khí đằng đằng. Trong đó liệt kê 45 tội danh, trong đó nổi bật như bành trướng dã tâm chính trị cực độ, bồi dưỡng thế lực cá nhân, phá hoại nghiêm trọng đoàn kết thống nhất trong Đảng, v.v. Chuyên gia nhận định nếu vào thời cách mạng văn hóa thì Tôn Lực Quân đã bị xử bắn. Nhưng kỳ lạ thay, đến ngày 5 tháng 11, tờ Tân Hoa Xã đưa tin về vụ bắt giữ Tôn Lực Quân chỉ liệt kê đúng một tội danh là nhận hối lộ, còn các tội danh nghiêm trọng khác lại bị xóa bỏ. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đăng tội trạng của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai không khác với Tôn Lực Quân, còn tội danh để đưa ra phán quyết vụ án Chu Vĩnh Khang vào năm 2015 gồm 3 khoản: nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và cố ý tiết lộ bí mật quốc gia. Với Bạc Hy Lai là nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng chức quyền. Số tội danh để xác định vụ án Tôn Lực Quân rõ ràng đã được thu hẹp. Giải thích điều này như thế nào? Tôn Lực Quân dính líu đến âm mưu làm trình biến mà lại được giảm bớt tội danh. Phải chăng Tập Cận Bình đang gặp bất lợi khi đối phó với băng nhóm đảo chính? Từ đây cho đến Đại hội 20, chỉ còn khoảng một năm nữa, bây giờ ông Tập khẩn trương muốn dọn dẹp hổ lớn, Tăng Khánh Hồng liệu có kịp hay không? Là người có am hiểu sâu sắc về chính trường Trung Quốc, đồng thời là chuyên gia phân tích các tin tức thời sự, giáo sư Trương Thiên Lượng trong Chính luận Thiên Hạ đăng ngày 6 tháng 11 đã nhận định về vấn đề trên như sau. Tội danh xác định vụ án Tôn Lực Quân được giảm nhẹ. Ngày 5 tháng 11, tờ Tân Hoa Xã đưa tin với tiêu đề nội dung rất đơn giản rằng Tôn Lực Quân, nguyên ủy viên Đảng ủy kiêm Thứ trưởng Bộ Công an, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt vì nghi nhận hối lộ. Dường như tội danh của Tôn Lực Quân đã được thu hẹp rất nhiều, chỉ còn một tội là nhận hối lộ. Nếu nhìn vào thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khi Tôn Lực Quân ngã ngựa ngày 30 tháng 9 sẽ thấy sát khí đằng đằng. Khác xa so với tin tức ngày 5 tháng 11 trên Tân Hoa Xã, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương viết rằng Tôn Lực Quân chưa bao giờ thiết lập lý tưởng và niềm tin, có dã tâm chính trị bành trướng cực độ, phẩm chất chính trị cực kỳ tồi tệ, quan điểm về quyền lực, về chính trị cực kỳ méo mó, tùy tiện nghị luận về phương châm chính trị trung ương, chế tạo và lan truyền tin đồn chính trị, bề ngoài phụ mệnh, bên trong vi phạm, lừa trên giấu dưới để đoạt lấy tư bản chính trị, bồi dưỡng thế lực cá nhân, kéo bè kết phái, phá hoại nghiêm trọng đoàn kết thống nhất trong Đảng, vân vân. Trong luật hình sự của Trung Quốc đại lục trước đây có tội phản cách mạng, sau này đổi thành tội lật đổ chính quyền quốc gia. Giáo sư Trương nói rằng, nhìn vào thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, nếu Tôn Lực Quân ở trong thời cách mạng văn hóa thì đã bị xử bắn vì những tội như bành trướng dã tâm chính trị cực độ hay phá hoại đoàn kết thống nhất trong Đảng, mà những tội này đều thuộc về tội mưu phản. Nếu so sánh với những người từng âm mưu đảo chính hoặc phạm tội tương tự như Bạch Hy Lai và Chu Vĩnh Khang thì tội của Tôn Lực Quân đã được thu hẹp đi rất nhiều. Khi đó Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo định tội của Chu Vĩnh Khang như sau: Chu Vĩnh Khang vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức, kỷ luật bảo mật. Vi phạm kỷ luật bảo mật chính là việc Chu Vĩnh Khang đã đưa 6 tập tài liệu tuyệt mật cho một người xem bói, thông qua người đó rồi giao cho một người khác. Còn vi phạm kỷ luật chính trị và tổ chức, đây giống như tội mưu phản. Sau đó trong thông báo nói tiếp rằng, Chu Vĩnh Khang lợi dụng chức vụ để đạt được lợi ích phi pháp, nhận hối lộ, làm giao dịch quyền tiền, làm giao dịch quyền sắc, v.v. Chúng ta thấy rằng định tội của Tôn Lực Quân trên tờ Tân Hoa Xã chỉ có một tội là nhận hối lộ, nhẹ hơn nhiều so với Chu Vĩnh Khang. Khi Chu Vĩnh Khang bị phán quyết vào ngày 11 tháng 6 năm 2015 ở Tòa án Trung cấp Thiên Tân, có 3 tội danh: nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và cố ý tiết lộ bí mật quốc gia. Còn Bạc Hy Lai bị phán quyết cũng gần giống như thế với 3 tội danh: nhận hối lộ phạt chung thân, tham ô phạt 15 năm, lạm dụng chức quyền phạt 7 năm. Tổng hình phạt là tù chung thân. Nhìn vào tội danh được miêu tả khi khởi tố và bản án tại thời điểm phán quyết của Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai, có thể thấy rằng bản án của Tôn Lực Quân đã được thu nhỏ lại. Thời gian để ông Tập bắt hổ lớn Tăng Khánh Hồng trước Đại hội 20 là không kịp. Có một hiện tượng là hiện nay Tập Cận Bình vẫn chưa hạ được một quan chức cấp phó quốc gia hoặc cấp quốc gia nào sau sự kiện Tôn Lực Quân. Giáo sư Trương nhìn nhận rằng,
Thời gian còn lại dành cho ông Tập đã không còn nhiều. Băng nhóm phạm tội đứng đằng sau không phải do Tôn Lực Quân đứng đầu, bởi vì cấp thứ trưởng như ông ấy căn bản không khống chế được cục diện sau đảo chính. Phải là cấp ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đứng đằng sau mới có thể làm được. Điều này nghĩa là nếu ông Tập muốn truy cứu thì phải truy cứu lên trên, chứ không phải hạ bệ những quan chức ngang cấp hoặc thấp hơn Tôn Lực Quân. Thời gian của Tập Cận Bình không còn nhiều. Trước phiên họp toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương diễn ra dự kiến từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, ông Tập không thể ra tay. Từ phiên họp này đến Đại hội 20 diễn ra năm 2020 chỉ còn khoảng 1 năm. Nếu Tập Cận Bình thật sự muốn hạ bệ băng nhóm làm đảo chính thì trước Đại hội 20, ông Tập phải ra tay bắt rất nhiều người. Mỗi lần bắt một người sẽ gây ra chấn động trên chính trường. Ông Tập phải chờ một thời gian để giảm xung chấn động mới tiếp tục bắt người khác. Ví như Tập Cận Bình muốn bắt Quách Bá Hùng, Từ Hải Hậu, Chu Vĩnh Khang. Ông Tập không thể bắt ba người đó trong một ngày. Hễ người ta nhìn họ sẽ biết được ba người này làm đảo chính. Tập Cận Bình không muốn ngoại giới có ấn tượng như vậy. Cho nên đầu tiên ông Tập bắt Từ Tài Hậu. Ông đợi một thời gian sau mới bắt Quách Bá Hùng. Ông lại đợi một thời gian nữa mới bắt Chu Vĩnh Khang. Cho nên trên thực tế trước Đại hội 20, Tập Cận Bình chỉ còn thời gian một năm. Theo giáo sư Trương, ông Tập muốn bắt hổ lớn Tăng Khánh Hồng, thì khoảng trung gian từ đây đến Đại hội 20, ông Tập phải làm rất nhiều bước phải làm. Sau một bước, ông phải chờ một đoạn thời gian để giảm xung chấn động. Giáo sư Trương cảm thấy trước Đại hội 20, Tập Cận Bình muốn bắt Tăng Khánh Hồng, thì từ bây giờ ông Tập lên kế hoạch cũng đã muộn, thời gian đã quá gấp gáp rồi. Ông Tập muốn làm như cách của Vương Kỳ Sơn năm đó là bắt từng người, con trai, thư ký, tài xế, v.v. Cuối cùng bắt đến Chu Vĩnh Khang phải mất 2 năm. Thêm 1 năm để kết án, tổng cộng phải mất 3 năm. Thời gian cho ông Tập không còn quá nhiều, còn có một nguyên nhân nữa. Đó là sau khi ông Tập bắt một nhóm người, thì những vị trí của người đó sẽ trống, cho nên phải chám người. Đồng thời ông phải có ứng viên dự phòng mới để có thể sắp xếp, nhằm đạt được cân bằng quyền lực trong đảng. Giả sử Tập Cận Bình dành nửa năm bắt người, nửa năm cân bằng quyền lực, giáo sư Trương cho rằng ông Tập phải hành động vô cùng khẩn trương. Sau phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6, ông Tập phải động thủ, nhưng việc ông Tập có thực sự khống chế được cục diện hay nắm thực quyền thì phải chờ 6 tháng nữa mới có kết quả rõ ràng hơn. Gió mây luôn khó đoán và tiềm ẩn nhiều bất ngờ, cho nên những sự kiện ở phía sau sẽ chứa đựng nhiều điều đáng phân tích. Chúng ta chỉ có thể chờ xem. Thưa quý vị, một phân tích và bình luận của chúng tôi đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.